Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình, nơi mà các bạn nhận được những cái kinh nghiệm, kiến thức về ngành may, những cái video hướng dẫn chỉnh sửa máy may của mình. Video này ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng và chỉnh cái bộ điều khiển của máy một kim điện tử 900A. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà reset luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn sử dụng nè. Chỉnh những cái nút điều khiển ở đây. Rồi đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn bốn cái nút đầu tiên. Đây là bốn cái nút là chương trình may ha. Bốn cái nút này là chương trình may nha các bạn ha. Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái nút đầu tiên. Khi mà cái đèn này sáng có nghĩa là cái chương trình may đường thẳng, có nghĩa là may tự do, các bạn muốn may sao mà bạn may ha. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái nút này. Đó, thì cái nút này là có nghĩa là bạn may tự do. Cái chương trình may tự do, may đường thẳng. Thì ở góc bên trái nó sẽ có bốn cái nút. Thì nút này là AB có nghĩa là lại mối đầu, nút DC có nghĩa là lại mối đuôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè. Đó, nó sẽ lại mối cho mình ha. Khi may thì nó lại mối, và khi mình nhấn gót nó cũng lại mối ha. Lại mối đầu là lại mối đuôi. Rồi tiếp theo là hai cái nút ở bên đây. Đây cũng là lại mối đầu và lại mối đuôi. Đây là hai cái nút mà lại mối nhiều lần nha các bạn ha. Ví dụ bên đây là lại mối một lần, lại mối đầu và lại mối đuôi. Thì hai bên đây cũng là lại mối đầu và lại mối đuôi, nhưng mà bên đây nó sẽ lại mối nhiều lần hơn ha. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đó, nó lại mối nhiều lần hơn. Và khi các bạn chạy tới thì bây giờ mình nhấn gót thì nó sẽ lại mối lại nữa. Đó, nó sẽ lại mối nhiều lần hơn, là nó chắc hơn ha. Các bạn thấy là ở đây nó có những cái đoạn lại mối nè. Rồi thì ở đây nó sẽ hiện lên những con số. Đây là số mũi để lại mối ha. Các bạn có thể điều chỉnh được 4. Đó, ví dụ như mình bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó 4 mũi hoặc là 5 mũi ha. Rồi mình nhấn xuống đây là giảm ha. Còn mình nhấn lên đây là cộng. Bây giờ mình sẽ giảm. Và bây giờ mình muốn cho nó lại mối nhiều là nhiều mũi hơn, như là 6 mũi. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đó, nó sẽ lại mối dài hơn ha. Rồi bây giờ các bạn thấy là nó sẽ lại mối dài hơn, lại mối 6 mũi ha. Đây là số mũi mình cài đặt cho nó. Rồi còn mà các bạn mà không muốn lại mối thì các bạn tắt nó đi ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn ở cái phần bên đây. Bên đây các bạn sẽ thấy được một cái kéo. Đây là cái kéo cắt chỉ. Mình sẽ nhấn vào thì đèn nó sáng, thì máy nó sẽ tự cắt chỉ nha các bạn. Đó, mình nhấn gót thì máy nó sẽ cắt chỉ cho mình ha, cắt chỉ tự động. Rồi tiếp theo cái phần ở phía đây, ở bên đây bạn sẽ thấy được cái kim lên và cái kim xuống. Cái này gọi là chỉnh định vị kim, nó nằm trên hay là nằm xuống khi mà bạn dừng máy ha. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nhấn nó lên, nhấn cho đèn nó sáng. Thì bây giờ định vị kim nó sẽ nằm lên ha các bạn ha. Các bạn đạp xong là kim nó sẽ nằm ở phía trên. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nó đi, cho kim nó nằm ở phía dưới. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là khi mai xong thì kim nó sẽ tự gắm xuống cho mình ha. Rồi đây là chỉnh định vị kim nằm trên hay nằm xuống. Rồi tiếp theo cái nút này là cái nút điều tốc ha các bạn ha. Nút điều tốc là như thế nào, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Mình mở đèn nó sáng lên. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Điều tốc có nghĩa là lúc đầu vào á thì các bạn chạy nó sẽ chậm chậm từ từ, và nó tăng tốc từ từ lên mức độ nhanh ha. Còn khi mà các bạn tắt cái nút này đi thì nó sẽ chạy tốc độ nhanh nhất ha. Đầu vào nó sẽ chạy tốc độ nhanh. Đó. Rồi thì từ nãy giờ mình đã sử dụng cái chương trình may tự do ha. Có nghĩa là đây là cái chương trình may tự do, may đường thẳng ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái chương trình thứ hai. Đây có bốn chương trình chạy ha, có bốn chương trình may. Thì cái chương trình thứ hai là chương trình may các bạn có thể cài đặt số mũi. Ví dụ như bây giờ bạn nhấn vào chương trình này thì nó sẽ hiện đèn nó sáng. Bạn nhấn thêm một lần nữa nó sẽ hiện lên cái số cái E để cho các bạn điều chỉnh cái số mũi mà mình mong muốn. Ví dụ như bạn cần muốn may một cái đường thẳng 100 mũi ha. Thì đây mình sẽ đạp cho các bạn xem ha. Thì khi mà may á thì nó sẽ chạy tới 100 mũi nó sẽ dừng lại nha các bạn ha. Rồi. Đó, mình đang chạy cái chương trình thứ hai là chương trình đếm mũi.
có nghĩa là bạn chạy tới 100 mũi thì tự động nó sẽ dừng lại. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nha. Đó, thì khi mà chạy tới 100 mũi thì nó sẽ tự tự cắt chỉ cho mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó ít mũi thôi. Bạn vào bạn cài đặt thì bạn bấm vào thêm một lần nữa nó sẽ hiện lên cái chữ E để cho các bạn cài đặt cái số mũi. Ha, mình chọn cho nó 50 mũi thôi, thôi 20 mũi thôi. Thì khi mà các bạn đạp đến 20 mũi tự động nó sẽ cắt chỉ cho mình, hoặc là bạn có thể thêm vào cái chức năng lại mũi nè. Ha, mở cái chức năng lại mũi thì nó sẽ tự động lại mũi cho mình. Rồi, khi mà các bạn chọn chức năng xong 20 mũi xong rồi các bạn bấm vào đây ha. Còn bây giờ nè, nếu mà các bạn muốn lại mũi thì các bạn cho nó thêm cái lại mũi đầu và lại mũi cuối ha. Rồi, bây giờ chạy tới 20 mũi nó sẽ tự động cắt chỉ lại mũi cho mình. Đó, từ đây đến đây là 20 mũi nè các bạn ha. Nó sẽ tự động lại mũi cho mình và kết thúc nó cũng lại mũi và cắt chỉ ha. Bây giờ mình sẽ đạp lại một đường khác nè. Đó, thì có nghĩa là nó sẽ mai cho mình là 20 mũi, trong đó nó sẽ lại mối cho mình và nó sẽ lại mối đầu, lại mối đuôi và nó sẽ tự cắt chỉ cho mình ha. Còn các bạn không muốn lại mối thì các bạn tắt nó đi. Đó. À, chương trình số 3 đây. Chương trình này là chương trình đánh bọ ABCD, có nghĩa là chương trình đánh bọ của máy một kim, có nghĩa là nó cứ mai tới mai lui, mai tới mai lui ha, theo cái số mũi của mình. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đó, nó cứ giật giật tới giật lui vậy nè ha, giật tới giật lui, giật tới giật lui để nó mai cái bọ ngắn như thế này. Thì các bạn có thể điều chỉnh được số mũi nè, ba cái này là số mũi ha, số mũi để mà nó mai tới mai lui, mai tới mai lui, giật tới giật lui ha, gọi là mai đính đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt cho nó là 6 mũi và cái số lần lặp lại có nghĩa là cái số lần á đi tới đi lui, đi tới đi lui là nó khoảng, bây giờ mình có thể điều chỉnh nó là 4 lần ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đó, thì các bạn chỉ cần đạp một cái là nó đi tới đi lui, đi tới đi lui ha, 4 lần và mỗi lần là 6 mũi ha. Các bạn có thể cài đặt ở đây mình chỉnh lên thì nó sẽ nhiều lần hơn, nhiều lần tới lui ha. Rồi ở đây là số mũi 5 mũi. Rồi bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn xem. Đó, thì các bạn chỉ cần đạp một cái thì nó sẽ tự động tới lui, nó làm một cái con bọ như thế này, nó đính cho mình ha. Rồi thì ở đây các bạn có thể cài đặt được số lần nè, ở bên cuối số cuối cùng là các bạn cài đặt số lần lại đi tới đi lui, và ba cái số năm này là các bạn điều chỉnh cái số số mũi ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái chương trình mai cuối cùng, là cái chương trình mai lập trình, hay là còn gọi là cái chương trình mai túi, mai hình vuông đó các bạn ha. Rồi thì bây giờ bạn bấm vào đây thì đèn cái chương trình mai lập trình này nó sẽ sáng lên, thì các bạn nhấn thêm một lần nữa. Thì ở đây nó có bốn cái đường mai. Đường mai thứ nhất là từ đây xuống đây là cái đường mai E. Đường mai từ đây qua đây có nghĩa là đường mai F, và từ đây lên đây là đường mai G, và từ đây qua đây là đường mai H. Nó có bốn cái đường mai gọi là mai hình vuông, mai lập trình đó các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn có thể cài đặt được cái số mũi. Ví dụ mà bạn cần mai túi, mai một cái hình vuông thì các bạn sẽ cài đặt cái số mũi, ví dụ như cái đường mai E, từ đường mai E là bạn cài đặt cho nó là 10 mũi ha. Rồi cái tiếp theo các bạn nhấn thêm một lần nữa để cài đặt đường mai F. Đường mai F mình sẽ cho nó là 15 mũi. Mình sẽ nhấn lên 15 mũi. Rồi, tiếp theo mình nhấn một lần nữa để cài đặt cho đường mai G. Nó có 4 đường. Đường mai G mình sẽ cho nó là 10 mũi. Và cái đường mai cuối cùng là cái đường mai H thì mình sẽ cho nó là 15 mũi ha. Nó sẽ ra được một cái hình chủ nhật cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem ha. Rồi đường mai đầu tiên 10 mũi nè. Rồi nó sẽ đứng lại. Rồi tiếp theo mình sẽ quay vải. Rồi đường tiếp theo nó sẽ là 15 mũi. Đó, nó sẽ tự dừng lại nha các bạn ha. Rồi nó sẽ tự dừng lại để cho các bạn quay góc ha. Rồi tiếp theo là cái đường mai G nó sẽ là 10 mũi. Rồi nó sẽ tự dừng lại nha các bạn ha. Rồi tiếp theo là cái đường mai cuối cùng là cái đường mai F. Thì nó sẽ đường mai H chứ, nó sẽ là 15 mũi. Đó, nó sẽ tự cắt chỉ cho các bạn luôn. Thì nó sẽ ra một cái hình vuông như thế này, gọi là chương trình mai lập trình. Các bạn có thể cài đặt được số mũi.
Thì cái chương trình My lập trình này nè, nó có thể lại mối được nha các bạn ha. Các bạn muốn cài đặt lại mối thì các bạn nhấn vào đây một lần, lại mối đầu, lại mối đuôi ha, lại mối nhiều lần thì bạn bấm vào đây lại mối đuôi ha. Đó, còn các bạn không muốn xài thì các bạn tắt nó đi. Rồi thì đây là có tất cả là bốn chương trình My ha các bạn. Đây là chương trình My đường thẳng, đây là chương trình My cài đặt số mũi, và đây là chương trình My đính bọ của máy móc kim ha, và đây là cái chương trình My lập trình, My túi. Rồi rồi thì cái nút cuối cùng là cái nút để bước chỉnh cho cái mũi kim mà nó bước từng mũi ha. Đây mình sẽ nhấp nè, thì các bạn thấy cái kim mà nó sẽ bước từng mũi đấy. Đó, nó bước lên và nó bước xuống, bước lên bước xuống, nó đi từng mũi ha. Rồi cuối cùng còn ba cái nút chữ Y, chữ L và cái nút này là để cài đặt trong chương trình cài đặt máy nha các bạn ha. Các bạn không cần sử dụng cái ba cái nút này, ba cái nút này bạn mình không, nút này nè, nút này và nút này bạn không cần sử dụng ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset máy để khi mà máy của mình nó gặp bạn chỉnh tùm bum lum tà la trong đây rồi các bạn không có biết chỉnh lại ha, hoặc máy mình bị lỗi thì mình cần reset lại cho nó trở về cái mặc định ban đầu. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn reset. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách reset ha. Thì các bạn sẽ tắt máy đi. Và khi này các bạn sẽ nhấn chữ Y nè, chữ Y, và đồng thời mình sẽ bật máy lên. Thì nó sẽ hiện lên cái chữ N như thế này, N15, thì mình sẽ bấm cho nó lên chữ N95. Bấm cho nó lên chữ N95 ha các bạn. Rồi, 95, các bạn nhấn Enter, ở đây là nút Enter ha. Bạn nhấn vào nút Enter thì nó sẽ hiện ra chữ DL 900 hay còn 90 là 900 đó các bạn. Rồi các bạn sẽ nhấn giữ im cái ký hiệu này, nhấn giữ im thì nó sẽ hiện ra chữ set ha. Rồi các bạn thả ra là ok. Rồi khi này các bạn tắt máy đi ha. Rồi mình sẽ mở lại máy lại thì nó sẽ reset cái máy mình nó trở lại mặc định ban đầu. Thì các bạn nào có nhu cầu mua máy may về sử dụng, máy may chính hãng Yuki, thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình để ở góc trái màn hình nha. Rồi bây giờ các bạn thấy video hay hữu ích, nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công.